bị chèn ra ngoài rồi, đang hồi bốn mình đang không biết sốt sốt cái nào bụng cho nên nó tan. Rồi. Nó tan đứng lâu cái chỗ này cái cá này nó dính vào đó. Hồi xưa là bị tê là do bị và nó đụng cái nào? Nó đi bên xe nó chán gì. Rồi trước rồi anh nửa đi. Có tôi có bấm chứ còn nào chứ? À, dạ rồi anh nửa đi. Chân này phải không? Xuống đứng lên rồi coi sao rồi được rồi em. Một nhịp lúc trước ba nhịp à, sao lúc trước đứng lên là phải ba nhịp bây giờ một nhịp à, một nhịp đứng lên ok vậy ngồi lên cái đi coi thêm nhịp nữa rồi được rồi chấp lên vậy ok. Bây giờ xuống đứng dậy còn mấy nhịp? Chị diễn tả lại giùm em coi là cái ba nhịp nó làm sao đâu. Vẫn chưa tưởng tượng được là trước khi làm ba nhịp đó là phải làm sao. Ví dụ mình muốn ngồi lên á thì mình ngồi dậy làm cái này. Ngồi lên là bơi ba nhịp vậy. Thôi bây giờ thử làm lại coi. Bơi ba cái. Bây giờ là thẳng cái lưng hơn. Đứng cái thẳng lưng hơn. Chứ là phải cái lưng đó là phải đưa về trước. Lấy thế đi lên. À là còn giờ okay. Lên nữa. Rồi chúc mừng chị cái đi. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823.
để có trong tay đá Trường Gan, cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.